Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy trò chúng ta được gặp nhau trong giờ học trực tuyến này. Chúc các em có một buổi học tốt. Trước khi học bài mới, thầy nhắc lại kiến thức bài 2 và bài 3. Bài 2 về góc. Góc là hình gồm hai tia chung góc. Ví dụ ta có góc XOY tạo bởi hai tia chung góc là OX và OY. O gọi là đỉnh của góc, còn OX, OY gọi là hai cạnh của góc. Cách viết: góc XOY hoặc góc IOX hoặc góc O. Cách ký hiệu là góc XOY, góc IOX hay góc O có mũ ở trên đầu. Góc bẹt. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Ví dụ có góc XOY là góc bẹt, có OX và OY là hai tia đối nhau. Hình ảnh góc bẹt ta nhìn thấy đó là gì? Khi ta mở vở ra thì ta thấy gì? À, hai mép vở tạo thành gì? Góc bẹt. Góc X hay là khi ta đóng cửa lại đúng không? Ta sẽ thấy là gì? Hai mép của cánh cửa tạo thành góc bẹt. Vẽ góc. Để vẽ góc ta cần vẽ đỉnh và hai cạnh của nó. Với góc XOY thì cần đỉnh O và hai cạnh OX và OY. Và khi để phân biệt hai góc XOY và góc IOT thì ta phải dùng ký hiệu góc O1 và O2 cho tiện. Điểm nằm trong góc. Điểm M nằm trong góc XOY nếu như tia OM nằm giữa tia OX và tia OY. Bài 7 sách giáo khoa trang 75, quan sát hình điền vào bảng sau. Rồi thầy sẽ hướng dẫn con gì? Hình A. Tên góc là góc ICZ hay góc gì? ZCI hay góc C. Đỉnh là đỉnh C. Tên cạnh là gì? CICZ. Tên góc là góc ICZ, góc ZCI hay đọc là gì? Góc C. Tương tự như vậy, hình B và hình C con tự đọc. Bài 3, số đo góc. Để đo góc, dụng cụ là thước đo góc hay gọi là thước đo độ. Thước là được hình tròn. Thước được chia ra 180 phần bằng nhau và được ghi từ 0 đến 180 độ ở hai vòng cung ngược chiều nhau để việc đo thuận tiện hơn. Tâm của đường hình tròn là tâm của thước. Cách đo. Ví dụ ta có góc XOY. Ta đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Một cạnh của góc đi qua vạch số 0 độ. Ví dụ ở đây OX đi qua vạch 0 độ. OY đi qua vạch 75 độ, vậy góc XOY của ta là gì? Có số đo là 75 độ, viết là gì? Góc XOY bằng 75 độ. Hay góc IOX bằng 75 độ, hay góc O bằng 75 độ cũng được. Ngoài ra, ta có thể gì? Để cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc và gì? Cạnh OY đi qua vạch 0 độ cũng được. Vậy thì cạnh OX nó sẽ chỉ gì? Số đo của góc là 75 độ. So sánh hai góc. Ta so sánh hai góc bằng cách gì? So sánh số đo của chúng. Hai góc bằng nhau nếu có số đo của chúng bằng nhau. Ví dụ góc XOY bằng 75 độ và góc MAT bằng 75 độ. Thì suy ra góc XOY bằng góc MAT thì cùng bằng 75 độ. Nhưng ta có góc AMB bằng 110 độ thì suy ra góc XOY sẽ nhỏ hơn góc AMB vì 75 độ nhỏ hơn 110 độ. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, các con đã gì? Được làm quen với lớp cấp 1. Góc vuông. Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ. Góc nhọn là góc có số đo gì? Lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Góc bẹt
là góc có số đo 180 độ, hay là nói là hai tia là hai tia đối nhau. Bài 5, vẽ góc cho biết số đo. Một nhỏ vẽ góc trên nửa mặt phẳng. Ví dụ cho tia OX, vẽ góc XOY sao cho góc XOY bằng 40 độ. Trên hình vẽ ta có tia OX. Ta dùng thước đo độ để vẽ góc XOY. Đặt thước đo độ sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc, ở đây là đỉnh O trên tia OX. Điểm O màu đỏ thì trùng với tâm của thước. Tia OX đi qua vạch số 0 độ của thước. Trong trường hợp này, tia OX đi qua vạch số 0 độ của thước nằm ở vòng tròn trong. Vẽ góc XOY bằng 40 độ. Vậy thì từ vòng tròn trong, ta đếm đến 40 độ. 0, 10, 20, 30, 40. Từ điểm O, ta gióng thẳng ra 40 độ. Ta xác định một điểm. Xác định nhẹ một điểm. Tiếp theo ta dùng thước thẳng. Ta nối điểm O và điểm vừa vẽ được là ta được tia O, Y. Có thể ta xóa gì? Điểm vừa vẽ đi. Là thầy về trò chúng ta cùng vẽ được tia X, vẽ được góc XOY bằng 40 độ. Về trên nửa mặt phẳng bờ chữ tia OX này, ta vẽ được bao nhiêu tia OI sao cho góc XOY bằng 40 độ? Rõ ràng là gì? Ta vẽ được một và chỉ một tia OI thôi sao cho góc XOY bằng 40 độ. Vậy thì vẽ góc XOY bất kỳ bằng bao nhiêu độ thì sao? Đó chính là nội dung nhận xét sách giáo khoa trang 83. Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia OX, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia OY sao cho góc XOY bằng m độ. M độ là một góc bất kỳ. Ta sang ví dụ 2. Hãy vẽ góc ABC biết góc ABC bằng 30 độ. Trước khi vẽ góc, ta phải xác định rằng góc ở đây đỉnh là đỉnh nào. Góc ABC bằng 30 độ. Vậy thì chữ B ở giữa có nghĩa là góc ABC có đỉnh là đỉnh B. Ta vẽ một đoạn thẳng bất kỳ. Đánh dấu đầu mút là đỉnh B. Ở đây ABC ghi chữ in hoa, nên là ABC là điểm. Vậy thì gì? Ta phải xác định một điểm C trên đoạn thẳng vừa vẽ để tạo ra tia BC. Tiếp theo, ta dùng thước đo độ. Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc B. Tia BC đi qua vạch số 0 của thước. Ở đây, tia BC đi qua vạch số 0 của thước là ở vòng tròn trong. Góc ABC bằng 30 độ. Vậy từ vòng tròn trong, ta đếm ra 30 độ. 0, 10, 20, 30. Từ đỉnh B, ta gióng thẳng ra 30 độ. Xác định một điểm nhẹ. Lấy thước thẳng, ta đặt, ta vẽ.
đó là tia BA. Xác định điểm A. Và thầy trò chúng ta cùng gì? Vẽ góc ABC, biết góc ABC bằng 30 độ. Ở phần 1 nhỏ thì các con đã biết vẽ gì? Một góc trên nửa một mặt phẳng. Bây giờ vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng ta vẽ làm sao? Ta sang phần 2 nhỏ. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng. Ta vào ví dụ 3. Cho TOX vẽ hai góc XOY và XOZ trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX, sao cho góc XOY bằng 30 độ, XOZ bằng 45 độ. Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ý thứ nhất, ta vẽ góc XOY và góc XOZ. Ta dùng thước đo độ. Tương tự như phần trên, sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. TOX đi qua vạch số 0 độ. Ở trường hợp này, 0 độ ở ta là ở vòng tròn trong. Để vẽ góc XOY bằng 30 độ, thì ta gì? Đếm vòng tròn trong 0, 10, 20, 30, xác định 30 độ. Từ điểm O ta gióng thẳng ra 30 độ, xác định một điểm ngoài của thước. Để cho gọn ta gì? Xác định luôn góc XOZ bằng 45 độ. 45 là nằm giữa gì? 50 và 40. Vậy từ vòng tròn trong ta đếm ra 0, 10, 20, 30, 40, 45 độ. Từ điểm O ta gióng thẳng ra 45 độ. Xác định một điểm. Tiếp theo ta chỉ việc vẽ tia O, I và O, Z. Dùng thước thẳng. Để phân biệt hai góc XOY và XOZ, thầy có khuyên hai khuyên cho gì góc XOY và gì một khuyên cho góc XOZ và ghi rõ số đo của các góc. Vậy trong ba tia XO, OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Chắc các em cũng gì đoán ra rồi. Nhìn ra luôn. Đó là tia OI nằm giữa hai tia OX và OZ. Vì trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa tia OX có góc XOY mà nhỏ hơn góc XOZ thì ta có tia OI nó nằm giữa tia OX và tia OZ. Đó chính là nhận xét sách giáo khoa trang 84. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX có góc XOY bằng M độ mà góc XOZ bằng N độ. Vì M độ mà nhỏ hơn N độ nên tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Để trình bày ở ví dụ 3, trả lời cho ví dụ 3 là gì? Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ta có thể giải như sau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có chứa bờ chứa tia OX có góc XOY nhỏ hơn góc XOZ vì 30 độ nhỏ hơn 45 độ nên tia OY nằm giữa hai tia OX và OZ. Để củng cố kiến thức, chúng ta gì làm bài tập. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia AM, vẽ hai tia AN và AP sao cho MAN bằng 70 độ và MAP bằng 110 độ. Trong ba tia AM, AN, AP, tia nào nằm giữa hai tia còn lại vì sao? Đầu tiên ta vẽ góc trước.
Bắt đầu ta vẽ AM. Đánh dấu một đầu. Mút là điểm A. Đầu còn lại là điểm M. Dùng thước đo độ. Nguyên tắc tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Đó là đỉnh A. AM đi qua vạch số 0, 0 độ ở đây vòng tròn trong. Vẽ góc MAN, xác định góc MAN bằng 70 độ. Vòng tròn trong đếm ra 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Từ điểm A ta gióng ra 70 độ. Tiếp theo MAP bằng 110 độ. Từ vòng tròn trong ta đếm ra 110 độ. Từ điểm A ta gióng ra 110 độ. Rồi ta vẽ tia AN. Tiếp theo vẽ tia AP. Đánh dấu hai khuyên cho góc MAN bằng 70 độ. Góc MAP một khuyên 110 độ. Có thể đánh dấu hoặc không đánh dấu cũng được. Trong ba tia AM, AN, AP, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Ta dựa vào nhận xét phần hai nhỏ. Ta trả lời như sau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia AM có góc MAN nhỏ hơn góc MAP 70 độ nhỏ hơn 110 độ nên AN nằm giữa hai tia AM và AP. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin thân ái chào các em, chúc các em ở nhà ôn học tập, ôn tốt, học tốt, con ngoan trò giỏi. Bye bye.